5. Minh giáo tướng. Giảng về giáo tướng. Giải: Đệ ngũ giáo tướng, thử đại thừa Bồ Tát tạng nhiếp, hữu thị vô vấn tự thuyết, triệt để đại từ chi sở gia trì, năng linh mạt pháp đa chướng hữu tình, y tư kính đăng bất thoái, cố đường lầy kinh pháp diệt độ, đặc lưu thử kinh trụ thế bách niên, quảng độ hàm thức, a già đà dược dạng bệnh tổng trì, tuyệt đãi duyên dung bất khả tư nghị, hoa nghiêm áo tặng pháp hoa bí tủy, nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, Bồ Tát dạng hạnh chi tư nam, dài bất xuất ư thử hỷ, dục quảng tháng thuật cùng kiếp mạc tận, trí giả tự đương tri chi. Giải: Thứ năm là giáo tướng. Kinh này thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Tạng, lại là kinh không ai hỏi mà Phật tự nói, được lòng đại từ triệt để gia trì, có thể khiến cho hữu tình lắm chướng ngại trong đời mạt pháp nương vào kinh này sẽ mau chóng chứng bất thoái. Vì thế trong tương lai khi kinh pháp diệt sạch, riêng lưu lại kinh này 100 năm trong cõi đời để rộng độ hàm thức. Chú giải: Hàm thức còn dịch là tác đoả, hữu tình, hàm linh, hàm sanh, bẩm thức hoặc chúng sanh, tức là hết thảy những sinh vật có tâm thức. Từ ngữ này thường được dùng để chỉ cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Thuốc a già đà trị chung muôn bệnh, dứt bạc đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bằng. Chú giải: Trong chữ tuyệt đãi, đãi là đối đãi, tức là thấy có hai bên, có tương đối. Hệ thấy có thì phải thấy không, thấy khổ thì sẽ thấy lạc. Đối đãi còn được gọi bằng danh xưng nhị biên, gọi là tuyệt đãi viên chung vì không còn thấy có nhị biên, nhưng cũng chẳng thấy là chính mình không thấy còn có đối đãi. Tạng sau màu của kinh Hoa Nghiêm, cốt tủy bí mật của pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật là kim chỉ nam cho dạng hạnh của Bồ Tát, đều chẳng ra ngoài kinh này. Muốn khen ngợi nêu bày rộng rãi thì dẫu hết cả kiếp cũng chẳng thể nói trọn, người trí hãy nên tự biết lấy. Phần này nêu rõ đối tượng của sự dạy học. Trong thế gian qua những người chưa thâm nhập nghiên cứu kinh này, tưởng niệm Phật là tiểu thừa, là chỉ lo tự giải thoát cho riêng mình. Thực ra pháp môn này là pháp môn thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Luận theo phương diện giáo tướng, kinh thuộc thể loại giáo pháp nào? So trong các kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa thì kinh này thuộc về Đại Thừa, trong Ngũ Thừa thuộc về Bồ Tát Thừa. Chú giải: Ngũ Thừa có nhiều cách hiểu như sau. 1. Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Quan điểm này được đề xướng bởi Pháp Hoa Huyền Luận và được dùng phổ biến nhất trong Phán Giáo. 2. Ngũ Thừa là Thiên Thừa, tức pháp sanh trong dục giới. Phạm Thừa, tức những giáo pháp tu lên cõi sắc và vô sắc. Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Phật Thừa. Đây là quan điểm của Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh. 3. Ngũ Thừa là Nhất Thừa, Bồ Tát Thừa, Duyên Giác Thừa, Thanh Văn Thừa, Tiểu Thừa. Tiểu Thừa ở đây có nghĩa là Nhân Thiên Thừa. Đây là quan điểm của riêng Hoa Nghiêm Tông. 4. Ngũ Thừa là Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa, Chủng Chủng Thừa và Nhân Thiên Thừa. Đây là thuyết được giảng trong Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh. 5. Theo Chân Ngôn Tông, Ngũ Thừa là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, gần giống quan điểm thứ nhất.
nhưng Chân Ngôn Tông phối hợp mỗi thừa với một đại, chẳng hạn Nhân Thừa là Địa Đại. 6. Tông Thiên Thai phán định Ngũ Thừa là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa, tức là gộp chung Thanh Văn và Duyên Giác thành một thừa. Như vậy, Bồ Tát Thừa được nói ở đây chỉ có thể hiểu theo cách thứ nhất hoặc cách thứ sáu. Trong 12 phần giáo thuộc loại vô vấn tự thuyết, phương pháp tu trì thích hợp trọn khắp ba căn, mà cũng khế hợp căn cơ nhất đối với kẻ lắm phiền não, nghiệp chướng nặng nề. Do một đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện trong cõi đời, điều này cũng thuộc về pháp sanh diệt. Pháp vận của Đức Phật là một dạng 2000 năm, hiện thời nhằm đúng thời kỳ mạt pháp, vẫn còn hơn 8000 năm nữa, mai sau Phật pháp sẽ suy di dần dần, cuối cùng bị tiêu diệt hẳn. Có người hoài nghi, hiện thời kỹ thuật ấn loát tiến bộ, phần lớn kinh sách đã được tàng trữ trong các thư viện lớn, có thể bảo tồn lâu dài, làm sao bị tiêu diệt cho được? Hãy nên biết rằng, kinh điển tuy chẳng bị tiêu diệt mất, nhưng không ai tin tưởng, đọc tụng, thọ trì thì cũng giống như đã bị tiêu diệt. Trong kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật có nói, trong tương lai, đến cuối thời kỳ mạt pháp, bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt là Kinh Lăng Nghiêm. Đến khi Phật Pháp diệt tận, do sức oai thần của Đức Phật ban ơn cho chúng sanh, nên đặc biệt lưu lại Kinh A-di-đà tồn tại trong cõi đời thêm 100 năm nữa. Đến khi kinh giáo hoàn toàn tiêu mất rồi, vẫn còn có một câu Nam-mô-a-di-đà-phật. Hễ ai niệm câu này thì vẫn có hiệu quả. Pháp môn này giống như thuốc A-già-đà, trị chung muôn bệnh, bất luận căn tánh nào cũng đều thích hợp. Chú giải: A-già-đà còn dịch là phổ khử, vô giá, vô bệnh, bất tử dược, còn phiên âm là A-kiệt-đà hoặc A-yết-đà. Những từ ngữ này đều có nghĩa là thuốc trị chung hết mọi căn bệnh. Trong hết thảy kinh, các vị đại đức trong ngoài nước xưa nay đều công nhận Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đại diện cho Phật Pháp, nhất là Kinh Hoa Nghiêm, được các tông phái cùng xưng tụng là căn bản. Những kinh khác là cành lá của Kinh Hoa Nghiêm. Đại sư xưng tụng kinh này là áo tạng, kho uyên áo, kho sâu màu của Kinh Hoa Nghiêm. Pháp môn niệm Phật này có thể khiến cho hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới mau chóng bình đẳng thành Phật ngay trong một đời. Bồ Tát trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, giúp hết thảy chúng sanh mau chóng thành Phật cũng dùng pháp môn này, đều chẳng ra ngoài pháp trì danh niệm Phật của kinh này. Trong lời tựa cho bộ Vô Lượng Thọ Kinh Giải, chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi có viết một câu như sau: Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà hoàn toàn tương đồng, chẳng qua là đại bổn và tiểu bổn mà thôi. Đây là kinh bậc nhất để mười phương hết thảy chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Đó chính là điều chúng tôi cảm niệm sau nhiều năm tu học. Trong quá khứ đã có người hỏi tôi, nếu trong Đại Tạng Kinh chỉ lấy một bộ thì thầy sẽ lấy bộ nào? Tôi nói, tôi lấy Kinh A-di-đà. Lợi ích của kinh này đối với chúng sanh, nếu nói cặn kẽ thì hết cả kiếp vẫn chẳng thể nói trọn.